Với những người lính biển thì bảo vệ sức sống tàu là một nội dung huấn luyện rất quan trọng, bởi hầu hết thời gian làm việc của họ ở trên các vùng biển xa và là lực lượng tiên phong ứng cứu ngư dân trong trường hợp phương tiện gặp sự cố. Đây cũng là nội dung được cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 4 thường xuyên luyện tập nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống khẩn cấp, bảo vệ an toàn cho người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hỏa hoạn và chìm tàu là hai sự cố đặc biệt nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại về vũ khí, trang bị, mà còn ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khi đang hoạt động trên biển. Do vậy, từng phương án xử trí, cách sử dụng trang thiết bị ứng cứu được vùng cảnh sát biển 4 huấn luyện thành thạo cho bộ đội. Trong quá trình học, thứ nhất là chú ý lắng nghe, thứ hai là ghi chép đầy đủ, thứ ba là tập trung chú ý những cái động tác mà đồng chí giáo viên phân tích để nắm chắc cấu tạo, tính năng kỹ chiến thuật của từng loại trang thiết bị phòng tai đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tốt trong mọi tình huống có thể xảy ra. Từ chậm đến nhanh, từ cơ bản đến phức tạp, những buổi thực hành chống cháy, chống chìm như thế này được cán bộ chiến sĩ các biên đội tàu vùng cảnh sát biển 4 thường xuyên luyện tập. Sự cố cháy lan, nhiều đám cháy, nhiều vị trí rò rỉ nước trong cùng một thời điểm. Hay báo động sự cố bất ngờ cũng là những tình huống được đưa ra để bộ đội xử trí. Qua các buổi luyện tập, giúp bộ đội va chạm được với các tình huống chống cháy, chống chìm, nâng cao được tay nghề và các động tác, thao tác, nắm vững được các cái hành động, chức trách của mình trong từng cái bảng bố trí chiến đấu, trong từng cái vị trí, và từ đó sẽ tìm ra các cái phương án để thực hiện nhanh nhất và bảo đảm được quá trình chống cháy chống chìm đạt được hiệu quả cao nhất. Nhờ nắm vững phương pháp, quy trình cũng như luyện tập tốt các tình huống chống cháy, chống chìm, thời gian qua, vùng cảnh sát biển 4 đã kịp thời hướng dẫn, tiếp cận và ứng cứu kịp thời nhiều trường hợp tàu cá bị nạn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân. Trong cái điều kiện sóng to, gió lớn thì tàu không thể tiếp cận được đâu, mà chỉ cách con tàu tôi và tàu cảnh sát biển khoảng xa, nhưng mà anh em cảnh sát biển lội xuống biển. Lội xuống biển mà qua tới tàu tôi để rồi gia cố tạm thời, rồi cho nước nó bớt tràn vào rồi lai kéo. Thì ở đây chúng tôi luôn đặt cái niềm tin vào cái lực lượng đó, lực lượng cảnh sát biển của là Việt Nam mà nói chung, mà lực lượng cảnh sát biển vùng 4 nói riêng. Chủ động và luyện tập thuần thục các phương án bảo vệ sức sống tàu, nhưng trên hết là tinh thần phòng hơn chống luôn được cán bộ, chiến sĩ vùng cảnh sát biển 4 nêu cao. Và việc tuyên truyền hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm các quy tắc an toàn trong quá trình sinh hoạt, làm ăn trên biển là biện pháp tốt nhất để quân và dân luôn được an toàn giữa chủng khơi.